Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng về cá tập 5. Từ đầu tiên, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, đó là âm mi. Âm mi ở trong chữ là long mi. Âm thứ hai các bạn xuống giọng, các bạn đọc là nâu. Nó giống như là từ nâu, màu nâu trong tiếng Việt, chúng ta thêm dấu huyền cho nó thành từ nâu. Và các bạn đọc từ này là minnow, minnow, minnow. Nó đơn giản như vậy thôi. Từ này có nghĩa là cá tuế, minnow. Ở đây thì trong cái từ này nó các bạn thấy nó ghi hai chữ n không? Nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng là nó chỉ có một chữ n thôi. Sau chữ mi này thì nó đến luôn chữ nâu này các bạn nhé. Âm âu lưu ý ở đây là mặc dù nó ghi là giống từ now, giống từ now bây giờ đấy, chữ now, nhưng mà cách đọc của nó là nâu. Ở đây các bạn hãy xem như âm W này nó không tồn tại và chỉ đọc cái âm O này thôi. Minnow, minnow. Từ vựng thứ hai, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, đó là âm mars, mars. Mặc dù nó ghi là âm U nhưng mà cách đọc của chúng ta là âm Á. Tiếp theo là âm D sẽ đến âm S các bạn nhé. Mars, Mars. Âm thứ hai thì chúng ta xuống giọng, âm kỳ, kỳ. Hoặc là kỳ, đấy các bạn nhé, kỳ thì nó dễ hơn, kỳ, kỳ trong từ kỳ lạ, kỳ. Và âm tiếp theo là P, P các bạn như thế, P. Khi phân tích chậm nó thì nó là Mars Keeper. Đấy, còn khi các bạn đọc nhanh thì cứ đọc là Mars Keeper, Mars Keeper. Thì các bạn đọc nhanh như vậy người ta sẽ hiểu bình thường ở trong ngữ cảnh mà khi chúng ta nói đến cái loài cá này thì người ta sẽ hiểu cá này là cá thòi lòi, Mars Keeper, Mars Keeper. Cách đọc thứ hai của từ này chúng ta có thể đọc cái âm này thành âm ớ các bạn nhé, không phải là âm á nữa, chúng ta đọc thành âm ớ, có thể đọc là Mars Keeper, Mars Keeper. Còn nếu như các bạn muốn người ta hiểu rõ hơn cái câu nói hay là cái từ nói của mình thì các bạn cứ đọc tách nó ra chậm một tí. Ví dụ các bạn tách chữ D nó ra đến chữ S nhé. Mars Keeper. Đấy các bạn đọc chậm như thế thì người ta sẽ dễ hiểu hơn. Mars Keeper hoặc là Mars Keeper. Từ vựng tiếp theo. Ở đây chúng ta ghi là âm Y. Và trong tiếng Anh thì phần lớn cái khi chúng ta ghi là âm Y nó sẽ đọc là âm A, âm I các bạn nhé, âm I chứ. Thì chúng ta sẽ đọc từ này là pike, pike, pike. Từ này có nghĩa là cá chó, pike. Ở đây các bạn hãy xem như âm E nó không tồn tại mà nó kết thúc bằng âm K luôn, pike, pike. Từ tiếp theo, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, âm po. Âm po. Âm o các bạn nhé, chúng ta ghi là o và chúng ta đọc là o luôn, po. Âm thứ hai các bạn xuống giọng, âm ơ nhé, mặc dù nó ghi là a nhưng mà chúng ta đọc là âm ơ cho nó dễ bởi vì nó xuống giọng. Lực và kết thúc bằng âm k, bắn hơi. Po lực. Po lực. Po lực. Từ này có nghĩa là cá minh thái, Pollock. Cách đọc thứ hai của từ này chúng ta có thể đọc cái âm này thành âm A cũng được. Các bạn xuống giọng thì cách này người ta cũng có thể hiểu được khoảng 80%. Các bạn có thể đọc là Pollock, Pollock. Từ vựng tiếp theo. Các bạn có thấy một cái điều mà chúng ta để ý không? Đó là trọng âm của những cái từ này đa số rơi vào âm đầu tiên. Tại vì là ở trong tiếng Anh, khi mà danh từ có hai âm tiết như thế này, thì thường thường trọng âm của nó sẽ rơi vào âm đầu tiên. Nên các bạn để ý nãy giờ chúng ta học đều là trọng âm rơi vào âm đầu tiên. Ở đây cũng vậy, trọng âm rơi vào âm đầu tiên và cách đọc y chang cách viết, đọc là pom, pom. Rất đơn giản, pom. Và chúng ta xuống giọng âm thứ hai. Ở đây ghi là âm E và chúng ta đọc là âm I. Frit, frit. Và chúng ta nối lại. Pomfrit, pomfrit, pomfrit.
Từ này có nghĩa là cá chim, pomfret, pomfret. Cách đọc thứ hai của từ này dễ hơn, đúng được khoảng 90%. Chúng ta bỏ âm T bắn hơi, chúng ta đọc frit bình thường thôi, không cần âm hơi T nữa, thì người ta cũng hiểu được bình thường. Chúng ta có thể đọc là pomfret, pomfret. Từ vựng tiếp theo, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, âm pa. Nó ghi là u nhưng mà cách đọc của nó là âm á, pa. Và âm thứ hai đọc là phờ, chữ phờ trong chữ phờ phạc. Các bạn nối lại, pa phờ, pa phờ, pa phờ. Cách đọc thứ hai của từ này, chúng ta có thể đọc âm u này thành âm ơ, có thể đọc là pơ phờ, pơ phờ. Cách này thì đúng được khoảng 85%, pơ phờ. Cách đúng hơn thì các bạn đọc âm á, pa phở, pa phở. Từ này có nghĩa là cá nóc. Tiếp theo, để nói về cá điêu hồng thì các bạn biết rồi, cái từ đầu tiên mà từ đỏ chúng ta hay dịch là từ đỏ đấy, là từ này thì rất đơn giản, cách đọc y chang cách viết red, red, red. Và cái từ này thì trọng âm của nó rơi vào âm thứ hai, đó là âm la. Âm la trong từ la hét. Cái âm đầu tiên thì các bạn đọc là thì, xuống giọng thì, hoặc là thờ. Đấy, thờ cũng được, thì cũng được. Miễn sao các bạn xuống giọng nó thì. La, âm thứ ba là pì, xuống giọng luôn. Và âm thứ tư cũng xuống giọng, ờ, tilapia, tilapia. Cách thứ hai, tilapia, tilapia. Và cả cái từ này thì chúng ta sẽ nói là red tilapia, red tilapia. Cách thứ hai, red tilapia, red tilapia. Sau đây mình sẽ đọc lại những từ vựng ngày hôm nay cho các bạn. Từ đầu tiên, minnow. Minnow nghĩa là cá tuế. Từ thứ hai, muskipper. Muskipper nghĩa là cá thòi lòi. Cách đọc thứ hai, muskipper, muskipper. Từ vựng thứ ba, pike. Pike cá chó. Từ vựng thứ tư, Pollock. Pollock cá minh thái. Cách đọc thứ hai, Pollock. Pollock. Từ này, pomfret. Pomfret cá chim. Pomfret. Cá nóc là puffer. Puffer. Cách đọc thứ hai, puffer, puffer. Cá điêu hồng là red tilapia, red tilapia, hoặc là red tilapia, red tilapia. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.